Rồi nha. Cái phi vậy? Cái phi dính dính rồi ta. Rồi chuẩn bị bữa nay đi bắt tổ ong nha. Chuẩn bị đen à. Tổ bậy đó. Dạ chi đó. Quay chưa, quay chưa? Quay à, đang quay. Ừ. Nó quay thử camera này có nó trong không? Quạt này đang thấy không có bự lắm. Nhưng khi nó chạy tàn lắm nội ơi. Gì? Nhưng khi nó chạy tàn á. Sợ nó chạy cắt bỏ. Chạy kèo á. Sợ chạy kèo cắt bỏ hết đủ. Giữ rồi chứ. Giữ đâu được nữa. Là lớn lớn không lên coi. Bằng nhiêu đó hả? Kè. Đâu? Dập dọc mấy cái đó đó. Dập dọc cái kèo ông đi ra đó. Tiền sâu á. Chế ta. Cháy lên coi. Lá cũng ngon mà. Rồi nghe, để bắt câu ong nha. Cháy rồi, rồi lên đây. Trời ơi sọc má ơi. Chùm chùm luôn. Ôi trời, trời, nóng nóng nóng. Ê. Tổ ong rất bự kìa. Đó, thấy tổ ong bự không? Chào mọi người nha. Nay là bắt tổ ong nha. Quá thật tôm. Tôm bự luôn. Lá quá ướt, không cháy. Tôm kinh khủng bự luôn á. Ôi, ngon có lý. Cũng được. Không sao. Cũng được nghe, tổ ong này cũng được nghe. Không đến đổi tệ. Ôi. Đủ ong hay đủ vịt đó. Đây. Người xem tổ ong nha. Cho nó ra cái này. Ui, ôi mặt này. Quá đã luôn. Quá trời đã luôn rồi. Này con mặt phi nè. Mặt trắng tem luôn rồi.
Thằng nó già tối ông là tại không cái người cắt tại quá hơi già. Sửa tao ông lại sơ sơ là mới được. Già quá nó cũng ít mặt. Sâu và già ta lưa hết. Ê trời, nó mặc vô tàn luôn Phú ơi. Ừ, nó chạy xuống tàn luôn rồi. Chạy vô tàn luôn. Hả? Ờ, đâm vô tàn luôn mà. Không biết được nhiêu mặt. Rồi mình lấy mặt đó nha. Quá trời cái xô lọ luôn. Lấy mặt cho người xem nha. Đó. Đó. Nó cũng được chứ không đến nỗi tệ. Ừ, nó cũng được. Ê, rồi đẩy xô luôn rồi. Ai, trời ơi mặt à, quá rồi. Rồi sống rồi nghe. Hả? Rồi, sống rồi. Gì? Khoáng lên cái chơi gì nó sốc ra gì mà người ta còn không xem chán không. Xong rồi á. Đó, tao ông là đẹp rồi đó. Thế mà quá sâu à. Đi vô. Cái về sâu luôn. Sâu trăm á. Ngớp. Ông tôi sợ, tôi sợ sâu. Ây chà. Quay sơ mặt cho người ta xem để tao nói bắt ông không quay sơ mặt. Thôi đi đi không dễ sao rồi có tẹt lên nhau đưa 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 nó đưa nó kìa đấy còn cái mặt cầm mặt đi cầm quay chơi. Cũng lắc lắc lắc. Rồi cầm cái gọi thôi. Cầm cái gọi bự thôi. Cầm hũ gõ thì gọi được mẹ không giờ tắt. Sao tắt nổi? Cũng nặng á chú. Chắc kiếm được 2 lít được á. Thấy cũng nặng quá nè, cho chú cầm coi. Thấy không?
nó con bùi giáo là khi sợ mất tiêu cái rồi luôn. Quay đi quay cho đã rồi. Không mình chạy tàn luôn, ngon. Cũng đỡ cô ơi, cũng thôi thổi cái gọi lên thôi cô ơi. Tôi có sửa cái đó lại nữa không? Dạ có cô. Trời ơi, quên phim rồi, nó từng là hay. Trời. Bên mạng rồi hả? Dạ. Bên mạng đồ chơi. Rồi dắt đi. Hết ông rồi. Hả? Nói chuyện đi, đủ nói cho đã. Đấy cục mặt đây, cục mặt mới bắt đây nha. Đây. Anh đó. Anh dắt đi. Sao hả? Sao không dắt? Em còn mặt. Quay chơi chút đầu. Ví dụ nào anh? Kiếm cái thao thôi cô dắt ra này chứ. Ừ, ấy được rồi. Nào. Dắt vô đây được không? Thôi lấy kiếm cái thao đi ơi. Rồi vậy không à, tạm biệt nha. Rồi trời đã ơi. Tắt đi.